Với diễn biến phức tạp của COVID-19 thời gian qua tại Đà Nẵng, số lượng các trường hợp F1 và các đối tượng có nguy cơ cao cần cách ly y tế cũng tăng lên. Và một thực trạng đáng lo ngại là đã xuất hiện nhiều trường hợp dương tính sau thời gian cách ly tập trung. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, với 2 trường hợp mắc COVID-19 vào hôm nay, tổng cộng đến nay, thành phố đã có 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đây được xác định là chuỗi ca bệnh có nguy cơ cao hiện nay. Nhất là sau khi cách ly tập trung về nhà, thì nhiều trường hợp không tuân thủ quy định tự cách ly để theo dõi sức khỏe tại nhà. Như em thì có thể nhà trong kiệt nên hạn chế đi lại, nhưng mà với những người mà sau cách ly mà nhà người ta ở những cái đường lớn á, không có phong tỏa thì anh thấy người ta có thể tự do đi lại. Nhiều khi họ thiếu thốn đồ dùng á, đi mua đồ á, ra ngoài thì mình ở xung quanh nên mình sợ bị lây bệnh theo họ. Liên tiếp trong các cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố gần đây, vấn đề lây nhiễm chéo trong các khu cách ly được lãnh đạo thành phố nhắc lại nhiều lần với các quận huyện. Thành phố cũng đã giao cho ngành y tế điều tra lại dịch tễ và truy vết tất cả các trường hợp dương tính sau khi cách ly. Tập trung vào cái chỗ nào? Hiện nay cái chỗ này chúng ta thấy rằng là cần phải quan tâm, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc bố trí các F1 cũ và mới nằm trong một cái khu vực gần nhau. Cố gắng là thành lập các nhỏ ra các khu cách ly, chúng ta chấp nhận khó trong một thời gian để rồi mà chúng ta sớm kiểm soát cái việc này. Đà Nẵng hiện có 36 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly tập trung hơn 1.300 người. Để tăng cường kiểm soát người hoàn thành cách ly, các đơn vị phải giám sát tốt việc cách ly F1 trong cơ sở cách ly, tránh lây nhiễm chéo, đồng thời xem xét lại quá trình vận chuyển về gia đình và đảm bảo an toàn phòng dịch hay không. Đối với những cái người này thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là coi như thực hiện nghiêm cái việc cam kết của mình trong quá trình là tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Có vấn đề về các cái triệu chứng thì báo ngay cho cơ quan y tế và đặc biệt là tránh tiếp xúc gần đối với những người thân trong gia đình cũng như là cộng đồng dân cư. Nhiều trường hợp dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung liên tiếp ghi nhận những ngày qua là vấn đề đáng lo ngại. Phải quản lý chặt cách ly tập trung cũng như giám sát kỹ sau cách ly. Nếu không, nguy cơ dịch lây lan từ đây là rất lớn.